Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim con token có ký hiệu là RLE các bạn. Hiện tại giá của con RLE này là 0.2 đô cho một token nha tất cả các bạn. Thì để trước khi mình hướng dẫn các bạn claim và mình thông báo cho tất cả các bạn, những bạn nào đã thâu cái con Safimax này thì các bạn đã gần ít năm tài sản của mình nha các bạn. Thì các bạn nên xả ra để bảo toàn vốn thôi các bạn. Đây là một cái kinh nghiệm bảo toàn vốn của mình nha các bạn. Mình khuyên các bạn nên xả ra một nửa thu hồi vốn của mình lại nha các bạn. Trong ngày chơi coin này các bạn đừng có tham nha các bạn. Dạ rồi, con Safim và con Monrad này nó cũng đã tăng lên gần x2 tài sản nè các bạn. Trước kia mình hướng dẫn các bạn claim thì giá 0.2 giờ 0.4 mà. Rồi thì để claim được cái con token GLE này thì các bạn cần click phần link mô tả của mình, các bạn copy cái link mình để phần link mô tả các bạn, hoặc các bạn nào copy không được thì các bạn vô vào group các bạn, rồi bạn dán vào đây nè, rồi bạn bấm gỡ các bạn. Thì để claim được thì các bạn cần phải có phí mạng BNB, là cái chuyện đó là chuyện thường diễn nhiên nha các bạn. Trước khi vào thì các bạn phải connect với địa chỉ MetaMask của mình nữa các bạn, hoặc là với chút wallet của mình ngay chỗ này nè các bạn. Có chỉ connect thì bạn connect chọn mạng BNB Smart Chain các bạn, thì các bạn chỉ việc bấm vào một đây thì nó có chương trình bán hàng free sale nè các bạn. Một cần RAI bằng 0.001 BNB nè các bạn. Thì các bạn có thể mua được tối đa là maximum là 50 BNB nè các bạn. 50 BNB. Một tốc bằng RAI bằng 0.0025 BNB. RAI một RAI. Hiện tại với giá là 0.001 BNB nè. Thì các bạn chỉ bấm vào claim nè. Mình cần mắc một phí mạng các bạn. Mình mắc cỡ khoảng phí mạng của mình là 0.3 đô các bạn. Khá là rẻ luôn các bạn. Thì các bạn chỉ bấm vào một chấp thuận nữa các bạn. .02 mắc 1 đô mấy nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha tất cả các bạn. Ok, mình đã claim thành công rồi các bạn. Đây mình qua mình check con chắc nó nghe tất cả các bạn. Thì mình cũng đã claim thì tốc cần nó cũng đã về nè các bạn. Về được 7 phải mấy tốc cần các bạn, gần 8 tốc cần các bạn. 7.48 tốc cần GLE nè các bạn. Có rất nhiều là trader hô con này các bạn. Thì các bạn chỉ việc copy con chắc nó nè các bạn. Hiện tại tốc cần này đã cho chơi qua con đã list trên sàn bên cái cây swap rồi các bạn. Đã cho chơi qua cặp GLE qua BNB các bạn. Thì các bạn việc nhấp vào ba chữ gạch nè, các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chỉ việc mở ra thôi các bạn. Thì các bạn sẽ nhận được 7.4 tốc cần RAI nè các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim nhận tốc cần RAI đến đây cũng kết thúc nha tất cả các bạn. Thì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.